hiện tại ở các hiệu thuốc trên toàn séc thường bị thiếu một số loại thuốc và tình trạng này không phải chỉ mới xuất hiện mới đây. Một số thuốc có thể sử dụng các loại thay thế, nhưng những loại không thể thay thế thì không còn cách nào khác là phải chờ đợi. Việc kéo dài tình trạng này đã và đang gây phức tạp trong quá trình điều trị. Tình trạng khan hiếm thuốc điều trị đang diễn ra khá phổ biến tại các hiệu thuốc trên khắp đất Séc. Theo Phó Cục trưởng Cục Dược phẩm Séc cho biết, hiện các nhà thuốc tại quốc gia Trung Âu này đang không có thuốc kháng sinh nhỏ mắt hay ngay cả siro và thuốc giảm sốt dạng viên. Theo ông, không chỉ ở Séc, ngay cả tại quốc gia láng giềng của Séc vốn nổi tiếng về dược phẩm là Đức, tình trạng khan hiếm các mặt hàng dược phẩm nói trên cũng đang diễn ra. Một số chuyên gia về dược phẩm Séc nhìn nhận, vấn đề đáng lo ngại hơn đó là tình trạng thiếu các loại thuốc không thể thay thế. Một dược sĩ cho biết, lâu nay insulin là loại dược phẩm không thể thay thế, do đó khi không thể tự mua tại các nhà thuốc vì không có để bán, nhiều bệnh nhân đã buộc phải trở lại điều trị tại các bệnh viện. Nhiều hiệu thuốc tại Séc đang phải giải quyết tình trạng thiếu thuốc điều trị dị ứng cho trẻ em bằng cách phối hợp với các bác sĩ nhi khoa tại các bệnh viện để kê đơn bằng hoạt chất thay thế khác, đồng thời thay đổi toàn bộ phương pháp điều trị cho các bệnh nhi bị dị ứng. Có nhiều nguyên nhân khiến các hãng dược phẩm Séc ngừng hoạt động như khó khăn trong quá trình sản xuất do gián đoạn nguồn cung nguyên liệu hay tình trạng mất điện, vấn đề nhu cầu tăng cao hoặc phân phối không đồng đều trên thị trường do chênh lệch giá giữa các vùng. Người phát ngôn Bộ Y tế Séc cho biết, Bộ đang chuẩn bị đưa ra một số đề xuất nhằm ngăn chặn tình trạng mất điện thường xuyên khiến việc sản xuất thuốc bị gián đoạn. Chiến lược dược phẩm của Liên minh châu Âu EU về việc tự cung tự cấp dược phẩm cũng là một trong những ưu tiên chính về y tế của Cộng hòa Séc trong nhiệm kỳ đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của EU từ nay đến hết năm 2022.